Hello, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 12 rồi nè. Vậy thì cái cây vạn thọ của mình á, đã gieo được 11 ngày rồi đó. 3 ngày trước thì mình đã có phun thuốc kích rễ cho cây. Bây giờ á, thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái sự phát triển của bộ rễ của mình nè. Hôm nay thì cái phần cây con của mình nó khá là cứng cáp rồi đó. Bộ rễ thì cũng ra rất là nhiều. Đây các bạn xem nè. Rễ ra rất là nhiều, rễ đã ra xuống cái phần đáy ly luôn rồi đó các bạn thấy không? Thì khi các bạn có tưới bổ sung kích rễ thì cái phần rễ ra rất là hiệu quả. Rễ sẽ ra nhiều và khỏe hơn so với nếu các bạn không có sử dụng rễ ha. Nếu mà các bạn thích trồng vạn thọ để chơi Tết á, thì mình khuyên là các bạn nên mua hạt về gieo nha, để mình canh cho nó sẽ đúng ngày hơn. Vì các bạn mua cái giống ở vạn thọ ở ngoài á, ngoài chợ á, thì đa phần là sẽ trổ sớm từ 10 tới 15 ngày, vì mình thử rất là nhiều lần rồi. Cái cây con ở ngoài chợ thường mình mua trổ rất là sớm, đến khi Tết là mình không có một cái bông nào để mình chơi Tết hết á. Qua nhiều lần thử như vậy mình thấy đều thất bại nên là mình đã tự gieo hoa vạn thọ để mình chơi Tết luôn, mình không có mua nữa. Các bạn lưu ý là mình nên kích rễ cho cây nha. Mình kích rễ cho cây con ra bộ rễ tốt rồi mình hãy tưới phân dưỡng ha. Thì hôm nay mình sẽ tưới cái phần phân dưỡng đầu tiên cho cây. Các bạn chuẩn bị cho mình á là 1 kg phân 20 10 10 nha. Do mình mua cái này là phân lẻ đó, mình mua chỉ có 1 kg thôi nên là nó có lẫn lộn một ít phân khác vô nha. Thì có lẫn lộn một ít phân NPK vô nhưng cũng không sao nha các bạn. Rồi các bạn lưu ý là mình sẽ ngâm phân với nước sạch ít nhất là 3 tiếng. Nhưng mà tốt nhất thì các bạn nên ngâm trước một ngày nha, phân mình á nó nở đều hơn, nó hòa tan tốt hơn ha. Thì trong cái cử tưới phân đầu tiên mình chỉ ngâm là 100g thôi nha. Các bạn ngâm tới với 10 hoặc là 15 lít nước. Các bạn chuẩn bị một cái chai như thế này nè để mình tưới cho nó tiện nha. Mình tưới cho dễ hơn. Rồi các bạn sử dụng cái chai có nắp và đâm hai lỗ như thế này nha. Rồi sau khi các bạn ngâm được phân của mình á, được 3 giờ hoặc là sau 1 ngày đó, thì mình sẽ pha với nước sạch tưới cây nha. Rồi, cái phần trong chai của mình á, mình sẽ chuẩn bị là 8 phần nước sạch và thêm vào đó là 2 phần nước phân pha loãng. Rồi khi các bạn cho cái nước và phân vô thì các bạn lắc đều nha, lắc cho đều nha. Các bạn lưu ý là mình nên tưới khéo khéo để cho cái phân á nó không có bị dính nhiều vào lá ha. Phân chủ yếu là mình cho nó trực tiếp vào cái phần đất của mình thôi. Rồi nếu như mà các bạn á không có canh được cái lượng phân của mình á nó đậm đặc hoặc là nó vừa như thế nào á, thì các bạn nên là xả nước. Mình xả qua một cái đợt nước sạch sau 3 tới 4 tiếng nha, để mình bảo vệ cái cây mình nè. Không mà nếu trong cái trường hợp các bạn mà pha phân đậm quá đó thì sẽ bị cháy rễ nha. Còn trường hợp mà các bạn pha nước loãng quá thì cũng không sao, tại vì cứ 3-4 ngày là mình sẽ tưới phân một lần thôi. Các bạn thấy thì cái vạn thọ con của mình á đến ngày hôm nay thì nó cao khoảng tầm là 5cm.
Trong khi ở ngoài chợ thì những cái giống cây người ta bán là hôm nay mình thấy nó rất là cao rồi, nó khoảng tầm là trên 10cm đến 15cm. Thì nếu mà các bạn mình mua về trồng á, thì cái nguy cơ mà ông trổ sớm khoảng tầm từ 10 đến 15 ngày rất là cao. Nên là mình nghĩ nếu như các bạn xác định là mình thích mua bông về trồng ngày Tết thì các bạn chịu khó mua hạt về mình gieo như mình như thế này nha. Rồi mình tưới phân là như vậy là xong rồi đó các bạn. Thì cái video clip tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn phun thuốc trừ sâu nha. Để phun thuốc trừ sâu cho lá đó. Thì các bạn nhớ chuẩn bị trước cái sẵn cái thuốc trừ sâu và thuốc dưỡng lá nha.